Xin kính chào các bậc phụ huynh. Cô chào tất cả các con. Rất vui khi hôm nay được gặp lại tất cả các con. Lần trước cô đã hướng dẫn chúng mình xô vòng rồi đấy. Ở nhà chúng mình đã xô vòng tặng những ai? Các con đã xô vòng tặng mẹ của chúng mình chưa? Nếu bạn nào còn chưa xô vòng tặng mẹ của chúng mình thì các con hãy làm những cái vòng thật xinh xắn để dành tặng mẹ của chúng mình nhé. Trong lớp học của chúng mình, ngoài những hạt vòng ra thì cô còn có một quyển truyện rất là hay, trong đó có rất là nhiều những câu chuyện đấy. Hôm nay cô sẽ kể chuyện cho các con nghe câu chuyện Thỏ con không vâng lời. Câu chuyện Thỏ con không vâng lời. Một hôm, thỏ mẹ đi chợ dặn thỏ con. Thỏ con của mẹ, con ở nhà, chớ đi chơi xa con nhé. Vâng ạ, con ở nhà, con không đi chơi xa đâu mẹ. Thỏ mẹ vừa đi khỏi cổng thì bạn bươm bướm bay đến, bươm bướm gọi. Thỏ con ơi, đi chơi với mình không? Thỏ con trả lời, không đâu, mẹ tớ dặn ở nhà, không được đi chơi xa. Một lúc sau, bươm bướm nái quay lại và gọi thỏ. Bạn thỏ ơi, ra ngoài kia chơi đi, ở đấy có cỏ này, có hoa này, thích lắm, thích lắm. Thỏ con ở nhà một mình thì buồn quá. Thế rồi, thỏ con liền chạy theo bươm bướm. Mãi chơi, thỏ con quên lén mất đường về nhà. Sợ quá, thỏ con bèn ngồi khóc. Mẹ ơi, mẹ ơi. Vừa lúc đấy, có một bác gấu đi ngang qua, thấy thỏ con khóc, bác gấu hỏi. Sao thỏ con khóc? Làm sao mà cháu khóc đấy? Thỏ con quét nước mắt và trả lời bác gấu. Bác gấu ơi, mẹ cháu dặn cháu ở nhà, cháu lại đi chơi xa, bây giờ cháu không biết đường về nhà nữa ạ. Bác gấu ân cần xoa đầu thỏ và nói, nín đi, bác sẽ đưa cháu về nhà với mẹ. Vừa về tới nhà đã thấy thỏ mẹ chạy ra ôm chăm lấy thỏ con. Thỏ con ôm mẹ và nói với mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ dặn con ở nhà không được đi chơi xa, thế mà con lại đi chơi xa như vậy. Con xin lỗi mẹ ạ. Được rồi, lần sau con nhớ nghe lời mẹ dặn đấy nhé. Nói rồi, thỏ mẹ và thỏ con quay sang cảm ơn bác gấu. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Với câu chuyện này, các bậc phụ huynh có thể hỏi con những câu hỏi sau. Câu chuyện có tên là gì? Trong câu chuyện có những nhân vật nào? Để trẻ hiểu rõ hơn về câu chuyện, các bậc phụ huynh có thể chụp lại màn hình và cùng trao đổi với các con những câu hỏi tương tự như trên nhé. Ngoài ra, các bậc phụ huynh có thể sưu tầm thêm một số câu chuyện phù hợp với chủ đề mẹ và những người thân yêu của bé, như câu chuyện cháu chào ông ạ, câu chuyện cả nhà ăn dưa hấu, câu chuyện chú gấu ngoan để kể cho các con nghe nhé. Qua câu chuyện này, cô tin chắc rằng các con sẽ luôn là những bé ngoan vâng lời ông bà bố mẹ, phải không nào? Các bậc phụ huynh hãy dành thời gian để kể cho các con nghe nhiều câu chuyện thật là hay nhé. Xin kính chúc các bậc phụ huynh mạnh khỏe, bình an. Chúc các con chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà bố mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con. Chú thỏ con ơi, chú thỏ con, có bộ lông lông trắng như bông. Mắt của chú, đôi mắt của chú, màu hồng nhạt như là viên kẹo. Đôi tai
xinh.